Rồi là câu 16 là đáp án năm 15. Đáp án của con đúng là 15. Câu 16 à, thấy rằng là cái này là cộng 3 này, cộng 3 này nó là một dãy số kép đúng không? Vậy đúng cái này nó sẽ là cộng 3 sẽ là 15. Ok không nào? Còn cái dãy trên này á, 5, 10, 15, 20 này là nó ở cái dãy ở ngoài số ngoài này. Ok chưa? Chú ý là đây là gọi là dãy số kép nha. Ok rồi. Câu số 17 ra bao nhiêu nào? Thầy sẽ test nhanh cho chúng ta nhé. 17 ra 17. Câu 17, ok ra 17 nữa, quy luật là cộng 4 đúng không? Là Rồi đấy, như vậy tốt rồi, cô dạy với con, các con học thế là tốt đấy. Câu 18 nó sẽ được bao nhiêu đây? ra Câu 21 21 đúng không nào? ạ. Ok nha, bởi vì là hai số này cộng lại ra số thứ ba, hai này cộng lại ra 5. Rồi câu 19 ra bao nhiêu này? Con ra hai 25 à? vâng Đâu để thầy nhìn nào. Các con đều ra 25 à? vâng Đâu thầy kiểm tra lại xem nhá. Làm sao ra được 25 nhờ? bốn cái đầu tiên cậu bắt cô là bạn thầy là 4 này số đúng thứ không? hai một số cộng lại thì bằng Ok 13. Vậy thì 4 cái này cộng lại với nhau sẽ là ra 2 ăn 15. ăn nhiều. Ok chuẩn rồi. 25 nha. Tốt rồi. Chắc chắc đấy. Tiếp là câu 20 nào. Ra Ra là 48 Ý. ạ. Bao nhiêu? 48. 48 à? Ra 59 Vâng. ạ. Một bạn là 48, một bạn là 57, 59 à? Vâng ạ. Có bài Um, này 59 chứ. Nói chung nhiều đây bài này là 59. câu 7, 14, 21. À nó là dãy số trên được con. Trừ đi 6, 77, 71. Trừ đi 6, 65. 65 trừ đi 6 đây là 59 nhá Minh Tuấn ơi. Rồi, Minh Tuấn viết xuống dưới đây sửa lại nhanh cho thầy là 65 trừ đi 6 bằng là Thầy ơi, 59. con làm đúng rồi nhưng mà con lại ghi vào đây nhầm với thầy ạ. À rồi sửa Con lại cho thầy không nhá. hiểu bài rồi cô Ok. ạ. Vâng. Tốt rồi, thế Vâng, tốt rồi. Đấy, như thế là cô dạy tốt rồi đấy, cô dạy rất là chắc đấy. em thấy cái phần này các bạn học tốt thầy ạ. Ok. Con Nào, quy luật đây là gì đây? cho Minh Tuấn đây con. thầy là cái bên trái cách 3 còn cái bên phải nhân với 2 Bên đây là cộng 3 đúng không? 4 cộng 3. Còn bên này sẽ là nhân 2. Cái này cũng thế, cộng 3 nhân 2 cộng 3 nhân 2. Vậy đây cộng 3 sẽ là 12. 12 và 12 là 18 ạ. 18. 18. Rồi vỗ tay cho tất cả các em nào. Vỗ tay cho các em, xuất sắc. Rồi, hết chưa nhỉ? Hết cái phần này chưa? Rồi. Rồi, tốt lắm. Ở thầy phần tiếp theo nào. Rồi, chúng ta tiếp tục đến một cái nội dung nữa đó là tính tổng một dãy số cộng trong một cái dãy số cách đều. Thầy lưu ý cho chúng ta là đối với dạng bài này là năm nay các em mới đang ở lên lớp 3, nhưng mà chương trình này sẽ là dành cho học sinh chương trình bình thường là học sinh lớp 4 nâng cao sẽ học phần này đấy nha. Bốn Chương trình năm bình cao thường sẽ là lớp 4 nâng cao, nhưng mà không dễ sao đâu. Bây giờ hãy nhìn này này. Bởi chúng ta dùng theo cái cách mà thầy hướng dẫn thì các em sẽ mà cảm thấy nó dễ làm theo hướng dẫn nha. Cái phương pháp như thế nói này. với thầy cách của con thử Nghe source metal. Để ý xem này. Để ý nhé Tuấn ơi. Tập trung nha. nào. Với dãy số cộng cộng mà có ít số thì chúng ta có thể đó là nhóm tạo cặp. Cái chân ở chỗ này nha. Nhóm tạo cặp. Nếu mà đối với dạng nhiều, mình phải sử dụng phương pháp và công thức như sau. Chúng ta sử dụng hai công thức này. Đó là số số hạng này sẽ bằng lấy số hạng cuối. Đây là trong dãy số cách đều và chỗ này phải lưu ý ở đây ghi tài liệu này nó số hạng cuối phải hiểu là cái số lớn nhất nhá. Số hạng cuối này phải là số lớn nhất. Đấy. Để thầy báo lại cho bên tổ biên soạn này. Chỗ này phải là số lớn nhất để trừ đi số bé nhất. Tức là số hạng cuối trừ đi số hạng đầu trong trường hợp này đó được hiểu đó là gì? Đó là một dãy số tăng. Các em hiểu ý không? Rồi ạ. Vậy thì số số hạng là gì? Số số hạng là có bao nhiêu số ấy, nó gọi là số số hạng. Không nào? Lấy số hạng cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1. D này là khoảng cách nha. Đấy là bước số 1 tìm số hạng, sau đó là tính tổng. Tổng của nó lấy số đầu cộng số cuối nhân với số số hạng chia 2. Lưu ý rằng số số hạng chia 2 chính là số cặp.
Được chưa? Đây này, chú ý này. Ừ. Số số hàng mà chia ra 2 chính là số cặp bên này. Bởi vì là tại Ừ. sao nó là số cặp? Bởi vì là mỗi một cặp nó có hai số, như vậy số hàng chia 2 chính là ra số cặp. Ví dụ như là hai số là một cặp, bốn số được hai cặp, 10 số được 5 cặp. Được chưa nào? Bây giờ nhìn cho thầy ví dụ nha. Nào có ví dụ này. Bây giờ tính cho thầy tổng của 1 cộng 2 cộng 3 cộng đến 20. Thế thì để ý rằng cái dãy số này bắt đầu từ 1 mà nó là dãy số liên tiếp trong dãy số tự nhiên. 1, 2, 3, 4 như vậy đến 20 sẽ là có 20 số hạng. Con hiểu cái này chưa? Không cần phải ghi nha. Vậy suy ra tổng cần tìm là lấy sẽ lấy 1 này cộng với 20 này này. À đây này. Đấy. Xong nhân với 20 số. Đây là 20 số này. Và chia ra 2 được 210. Ok chưa? Hiểu ý chưa nào? Hay có nghĩa là mình sẽ lấy là gì? À, 20 số này mình chia ra 2 để được 10 cặp. Như vậy lấy 1 cộng 20 nhân 10 bằng 210. Giơ tay lên nó con hiểu chỗ này rồi à? Có theo kịp không? Ok nhá. Rồi tốt lắm. Đấy là câu số 1 ở ví dụ 1 nha. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 2. Ở trong ví dụ 2 này này, nhìn này. Tìm giá trị của B, biết rằng là B bằng 1, 3, 5 đến 59. Bây giờ giá trị của B tức có nghĩa là mình đang hiểu đây là cộng đấy, được không nào? Chỗ này phải giật thay bằng dấu, tất cả dấu phẩy này thay bằng dấu cộng thì nó chuẩn hơn này. Điều này có nghĩa là tổng các số đã cho sẽ là như thế này. Lấy cái số cuối đâu rồi? Đây này. Lấy cái số đầu cũng được, số cuối không có thay đổi gì cả. Lấy số cuối cộng số đầu xong nhân với khoảng cách. Ở đây được hiểu khoảng cách là gì? Con ơi Minh Châu này. 1 3 này, khoảng cách là 2 này. 3 5 khoảng cách là 2. Có theo kịp không các em? Thầy nói lại nhá. Thầy lại này. Tổng sẽ được tính là số đầu là 1 cộng với số cuối nhân với số số hạng chia 2. Nhưng bây giờ chỗ này đang còn vướng một chỗ này đang bị thiếu này. Chỗ này phải bổ sung cái này vào này. Làm trên đây một bước cho thầy. Làm trên đây bổ sung cho thầy này. Số số hạng. Bổ sung này. Số số hạng sẽ bằng là lấy cái số lớn nhất là 59 trừ đi 1. Chia cho 2 cộng 1. Đấy. Để bằng là 30. Đây là 30, là 30 số. Bổ sung chỗ này vào này. Được chưa nào? Bổ sung cái này vào đây thì khi đó mình sẽ được có được số số hạng này. Vì có cái này rồi ấy thì mình mới tìm tổng là lấy 30 là 30 nhân 30 là cái này. Được chưa? Minh Châu, Minh Tuấn bổ sung này vào cho thầy như nào, nghe tay nhá. Ok chưa? Ok nha, viết cả cái này vào nha. Rồi, đấy là câu ví dụ 2 này. Khi mà mình có số sàn rồi thì mình lấy số cuối cộng số đầu nhân với khoảng cách chia 2 này ra 900 này. Được chưa? Ok, tốt rồi nhỉ. Bây giờ, nào xin mời bài tập. Câu số 1. Làm như nào đây? Nào xin mời nào. Minh Tuấn nào, nói xem nào. Con thưa thầy là con thưa thầy là cộng cộng các số ạ. Cộng thế nào? Bạn Tuấn rất là thông minh luôn. Bây giờ để ý này. Cách số 1 đó là con cộng con nhóm nó lại đúng không? Ý con như này đúng không? Hiểu ý không? Con cộng này đúng gì? Đúng không? Không ạ. Con nhóm gì? Ngon. Con nhóm này đúng không? Ngon. Đúng không? Ngon. Con rất là thông minh. Nhưng bây giờ để ý này, thầy muốn nói với con ở đây, ở trong tài liệu này, đó là con vận dụng cái gì nào? Vận dụng cái công thức mà mình được học ở đây. Còn cái phương pháp mà mình cộng lần lượt là một, phương pháp thứ hai đó là nhóm. Ok, không sai, đều đúng hết. Nào bây giờ bổ sung cho thầy cái phương pháp này. Đó là tổng S2 sẽ bằng này, lấy 12 cộng với 26 đóng ngoặc lại nhân với kiểm tra xem bao nhiêu số nào, 1 2 3 4 5 6
7 8 nhân 8 sau đó chia cho 2. Đấy. Đây là cách mà mình vận dụng công thức nhờ. Hiểu không ạ? À? Còn cách số 1 đó là con cộng lần lượt. Rồi, ok, cách số 2 con nhóm, đó là cách thông minh, nhưng cách này mới là cách thông thái để cho các em quen với dùng công thức. Thế nào? Nào, thử tính cách này xem bằng bao nhiêu nào. Anh nhầm, con cho thầy là con 137. Bây giờ nhìn nhá, bây giờ nghe câu này trước nhá. Có hai điều thầy muốn nói cho các em. Điều số 1, hãy nhìn vào đây. Cái nhóm này mà nhân với 8 và chia cho 2. Vậy thì làm như sau này. Minh Tuấn ơi, Minh Tuấn, Minh Châu này, xin trai đẹp gái nhìn này. Cái trong ngoặc này là tính riêng đúng không? Bằng 38 đúng không? Đúng không? Thay vì nhân với 8 sau đó chia cho 2, vậy thì hãy lấy 8. Lấy 8 chia 2. Đúng rồi, 8 chia 2 bằng 4. 4. Vậy lấy 38 nhân với 4. Hiểu không? Ừ. Với các con bảo là nhân với 8 thì nó khó, nhưng không sao, bây giờ nhân với 4 thì làm được. Bây giờ 38 này là 2. Nhân 4 nào? Em cho thầy là 132. Thật không? 4 à, là bao nhiêu? Bằng 32. Đúng rồi, 130. Nhớ mấy? Nhớ 1 ạ. À. À, nhớ bạn. Ờ, nhớ nhớ 1 3 ạ. 38 là phải nhớ 3. À, 152. À, 3 4 12, 3 là 15. Nhầm, 152. Nhầm à. Ok, rồi rồi sửa lại cho thầy nào. Nhưng mà đáp án, nhưng mà đáp án của con là 152. Đúng rồi. Thì lúc nãy con vừa nói là 132 hả? À, nhầm. Ừ, nhầm rồi, không sao, sửa lại cho con. Ai cũng có lúc nhầm đấy. Nhầm là chuyện bình thường à. Hiểu cái này chưa? Còn cái cách mà con nhóm ấy, ok mà, cách đấy tốt mà. Điều số 2 thầy muốn nói với các em là cho dù em làm nhiều cách khác nhau nhưng kết quả vẫn giống nhau thì nó mới đúng. Hiểu không? Vậy nếu như cách mà con nhóm, con nhóm kiểu như này, hiểu không? Đấy, thì nó vẫn ra là 152. Minh Tuấn, Minh Châu hiểu ý không? Đó. Điều này có nghĩa là khi con vận dụng cái công thức mà thầy dạy cho con, nó vẫn ra kết quả là 152 chứ. Hiểu không? Còn nếu như bài này cách 1 con làm theo cách này ra 152, mà cách này mà ra 132 thì phải kiểm tra lại. Hiểu không? Hiểu ý không? À, ví dụ như thế này nhá. Một tờ 100k cộng với một tờ 200k thì sẽ được là 300k. Bằng 300k. Ôi giỏi lắm, nói tiền rất là nhanh đúng không? Nhưng bây giờ là 100k cộng với là 100k và cộng với 100k thì vẫn bằng là 300k. 300k. Hiểu ý không? Có. Vậy thì trong cuộc sống về tiền như này, mình sẵn sàng đón nhận tờ 100.000, 200.000 vẫn là 300.000, hay là đón nhận 3 tờ 100.000 vẫn là 300.000. Thế trong toán học này, cách 1 hay cách 2 kết quả vẫn bằng nhau mà. Giống như kết quả ở đây nó vẫn là 300.000 thôi. Hiểu ý chưa? Các con hiểu ý không? Vâng. Ok nha. À, nhìn tiếp câu số 2 nào. Rồi. Nào xin mời câu số 2 này. Khoảng cách là mấy đây? Khoảng cách là 2. Ờ, khoảng cách là 2. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65. Ok. Nào, làm tương tự cho thầy xem nào. Cái này cũng không cần phải tìm số số hạng nha. Tìm luôn tổng nào. S3 bằng bao nhiêu nào? Bằng
5 cộng 51 cộng với 67 nhân mấy? Nhân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Chia mấy? Chia cho 2. Rồi, giỏi lắm. Nào, tính bằng bao nhiêu đây? Chỗ này nha, nhân 9 chia 2 á. Thì mấy? này em ơi. Tính trong ngoặc trước nào. 51 cộng À. 67 là được 154 118 mà. 118 nhân 9 chia 2. Bây giờ chia cho 2 trước đi, xong rồi nhân với 9. Để hãy làm cho mọi thứ nó trở nên nhỏ hơn. Nào, 118. Anh Tuấn cho thầy là bằng 59. Ok, 59. Bây giờ nhân với 9 thế nào? 59 nhân 9, 9 nhân 9 là 81. 1 nhớ, Nhớ nhớ 8. 8 1 nhân 9 bằng 4 5 5 nhân 45 9 45 955 1 4 45 cộng 8 53 đấy. 4 5 như thầy là bằng 531. Ok, ra 531. Như vậy đây sẽ 8 500 531 31. 31. Giơ tay lên nếu con hiểu rồi. Ok chưa? Rồi, nhưng bây giờ nhìn cho thầy vào câu số 3 này. 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 cộng lạp đến 40. Thì cách số 1 phải liệt kê hết ra xong mình đếm số số hạng đúng không? Ở đây sẽ là có 9 số này đúng không nào? Hiểu ý chưa? Khi mà nó ít số là mình đếm được, nhưng mà nhiều số này thì các con phải cần phải đến dùng công thức, đó là viết xuống nào số số hạng này sẽ bằng cái số lớn nhất là 40 trừ đi số bé nhất là 2. Hai chia cho thì khoảng cách mấy? Chia cho hai với cộng một ạ. Một. Một nào, 38 chia 2 cộng 1 bằng bao nhiêu? Bằng 20. Bằng 20. 20 số ạ. Ok, 20 số này. 14 không 10 19 9 cộng 1 là 20 số. Đúng rồi. Bây giờ tìm tổng nào. Lấy số bé nhất là 2 nào, cộng với số lớn nhất là 40. Nhân với phải 20 chia 2 ạ. 20 chia 2. Nào lưu ý nào. Thì là 42 nhân với 10 là 420 ạ. Đúng. Đấy, bắt đầu thông minh nhiều hơn rồi đấy. Có hiểu ý chỗ này không? Mình sẽ phải thực hiện chia này trước để cho nó dễ. Hiểu ý không các em? Rồi. Minh Châu, Minh Tuấn ok chưa nào? Rồi. Rồi làm vào nào. Lên tay nha. Rồi xong rồi nha, đấy là câu số 3 nha. Tốt đấy. Các con đang học một chương trình rất là tuyệt vời đấy. Wow. Bây giờ này, level nâng cấp này. Thầy ơi, thầy thì sao cái này là tính tổng S? S4, S4. Thiếu số 4 này. Sao mà người ta lại ghi là S? Không phải người ta đâu mà cô giáo đấy. Cô giáo ghi thiếu chỗ này, thiếu này. Rồi thầy cảm ơn con nhá. Cô giáo dịch ở thầy. Tức là đôi khi cũng bị nhầm với con, bị thiếu một chút thôi, không sao đâu nhá. Nào, để ý này, 3 cộng 7 cộng chấm 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 cộng 55 cộng 59. Đấy, lúc này có phải là mình phải dùng công thức tính số số hạng đúng chưa? Đúng rồi. Nào, con lấy số số hạng là 59 trừ 3. 59 trừ 3. Đóng mộng mộng ạ. Chia cho 4. Chia cho 4. Cộng với 1. Thêm 1. Thêm 1. Ừ, bao nhiêu nhỉ? Thầy chưa biết bao nhiêu này. Bao nhiêu đây? 15 ạ. 15 á, tính thì mình nhanh. Có đúng không nhỉ? 15 không nhỉ? Wow. 56. 56. 14. Ok. 56 chia cho 4 là chấm 2 1 4 1 6 cộng. Không, con tính là 29 ạ. 29. Là như nào? 59 trừ 3 là bằng 56 mà.
5 với 6 mình chia cho 4. 5 này mà chia 4 bằng 1. một một Dư 1. sáu Đúng dư không? một 16 6, từ 16 chia 4 bằng 14 4. Hết. cộng 1 là 15. 4 cộng 1 bằng 15. Đúng rồi, chuẩn rồi. Được chưa? Bro 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 Đúng, đúng, đúng chưa Minh Châu xinh gái? Tính nhầm là chia 2. Ok, đồng ý. Không hiểu. Ok chưa? Rồi. Rồi, đây mới là số số hạng thôi. Bây giờ tìm tổng nào. Con tổng nữa. Ừ, đúng rồi, phải tìm tổng nữa nhỉ. Tổng bao nhiêu đây? 59 cộng là 62 nhân với 1 chia cho 2. 59 cộng 3 chứ, hay 3 cộng 59 chứ. Nhân 15 chia 2. Chia 2. Rồi. Chia trả 63 thầy. Ơi. À 62 nhỉ? Ừ 62 62. Ủa nhân 15. Ơ nhân 15 thì bằng số lẻ sao mình chia được? Ừ, xem nào. Nhân bao nhiêu nhỉ? 62 nào. 62. 62 nhân 15 chia 2 xem nào. Thế thì chỗ chỗ này như này nha, được không? Lấy 62 này mình chia cho 2 trước được không? Vâng. Được. Bằng bằng bao nhiêu đây? Bằng 31. Bằng 31. Đúng. Bây giờ thì đúng con nào biết 31 nhân 15 bao nhiêu? Đây để con tính luôn nào. Để 31 nhân 15. Hãy lưu ý thầy gợi ý này. Gợi ý này. 15 sẽ bằng 10 cộng 5. À, nhân 3 là 30 là 310. Ba. Anh thường thầy cộng tiếp nhân với 5 tiếp à? Ờ. Rồi. Đúng rồi. Con thương thật là 465. Sẽ bằng 465. Có đúng không? Chết mất. Con tính 15. Nhân 1 thì vẫn là 15. 15 nhân 3 là 45. Ừ. 465. 465. Sẽ bằng 31 nhân với là làm như này. 10 cộng 5. Vậy chỗ này sẽ là bằng 31 mình nhân với 10. Hiểu không? Bằng 31 nhân với 5. Hiểu chưa? 31 nhân 10 bằng 310. 310 mình cộng với 165. Đấy là như vậy. Hiểu không? 4 không bảy hiểu không? Không là 406 ớ không phải là 475 á, tôi kiểm tra lại chỗ này nhá. Ừ, 15 số này, cái này là 62 nhân 15 chia 2. 31 nhân 15. Ừ. 31 nhân 10 cộng 31 nhân 5. 310. Cái này là 35 15 à? 55 155 chứ. 155. Bị nhầm rồi. Bị tính nhầm. Thầy thế mà cũng tính nhầm. Ờ bị nhầm chỗ này á, 155 nhá. 155 thì sẽ bằng là 400 bao nhiêu nhỉ? 465. Ờ, 465 này. 106. Đây sẽ bằng là 465 này. Ok chưa? Nhưng mà một con tính cách khác không? Tính cái cách ấy. Ờ, cách nào cũng được, hay hết làm cách nào cũng được mà con cảm thấy con cách mà cô giáo ở trên lớp của con dạy. Ừ, hay lắm, tuyệt vời. Nào, có làm cách nào? Con làm là con ghi kiểu là đặt tính rồi con lấy 15 nhân 1 bằng 5 nhóm nhớ 1, 15 nhân 3 bằng 45 cộng thêm 1 là 44 bằng 46 là 465. Như này à? 51 là bằng 5, 53 15 à? Đúng không? 51 là 5, 53 15 á, như này á.
Đúng không? Như này hả? Không, không tính được vậy. Kiểu này hơi rắc rối. À, con tính cách này đúng không? Ây da, chờ chút, chờ chút. Kiểu là đặc tính ngược tính ấy. À, tức là con lấy à 31 nhân với 15 bằng bao nhiêu? Con lấy 15 nhân với bằng bây giờ lấy 15 nhân 1 thì bằng 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 15 nhớ 1. 15 nhớ 1 1 15 nhân 3 bằng 45 cộng thêm 1 thì bằng 46 là 465. Ôi tuyệt vời. Ok, thấy đồng ý. Chất hai. Rất nhanh luôn, lấy 15 nhân 1, 5 nhớ 1 lấy 15 nhân 3 45 cộng 1 46. Đúng rồi. Thực ra nó giống như cái cách như này. Được không? Rồi, nhưng cái này ok làm nhanh nhanh hơn nha. Rồi, đấy là câu số 4 này. Ồ, các con làm này là xuất sắc đấy, thầy cho rằng là xuất sắc đấy. Năm nay mới lên lớp 3 mà học cái này thì sẽ khả năng là trong top top 1 khả năng nha. Top 1 của lớp. À, thầy thông tin này. À, các em có bạn nào có mong muốn thầy bật mí cho lớp mình một tin. Đó là sáng nay thầy có một học trò, có một anh lớp 4 mà năm ngoái đã học cùng với thầy và đã sáng nay khai giảng cái lớp của bên trường của Mỹ. Bạn ấy được học du học tại chỗ đấy. Mẹ Minh Châu, mẹ Minh Tuấn có muốn cho con tìm hiểu cái chương trình này ấy, thì thầy sẽ giới thiệu cho phụ huynh đấy để tìm hiểu và có thể cho con tham gia được đấy. Minh Châu, Minh Tuấn có thể tham gia được kỳ thi đấy để học du học tại chỗ. Về học phí thì thầy không biết như thế nào nhưng mà được được học đấy, có thể được tham gia nhưng mà phải Nhưng đợi bạn sang năm nhé. bạn này bạn ấy vẫn không cẩn thận nhưng đấy, mà mẹ thì làm nhưng mà hay bị con làm ẩu ấy. đừng có lo lắng về việc này. Rất là may mắn, ví dụ như là Này thì tiếng Anh thì có lẽ là tốt hơn toán thì ạ. cả cả Việt Nam chỉ được một số người thôi. À, nếu như anh chị có mong muốn thì thầy mới giới thiệu được. Cái đấy là không không vì thầy không có được cái gì ngoài cái việc là các con được tham gia cái chương trình học du học ở nước ngoài, du học tại chỗ. Cái bạn đấy học online nhá, bạn Nguyễn Bá Nam. Sáng ngày hôm nay, sáng hôm qua nhỉ? Xin lỗi, sáng hôm qua. À, xin lỗi, sáng nay chủ nhật. Rồi, quay trở lại này. Bây giờ tính tổng cho thầy của con số 5 nha. Tính tổng 10 số tự nhiên liên tiếp từ 11 đến 20. 11, 20 là 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ừ. Đúng Thế từ 11 đến 20 là có bao nhiêu số? có 10. Một đến 10. Chúng ta có 10 số luôn rồi này. Vậy suy ra mình tính tổng luôn cho thầy nào. Tổng là 11 cộng 20 nhân với 10 20. chia cho một Bằng cho hai thì bao nhiêu? chúng ta biết quả này là đây bao nhiêu, nhân 10 năm. cái kia cộng lại là số lẻ thì bây giờ lại phải nhân 10 trước trước cũng không ra Nhân nhân với 10 thì thêm một số 0 thôi. rồi bao nhiêu ừ đúng rồi ha ha mất thì đây sẽ bằng là bạn là 155 ạ. 310 mình chia 2. Chia Chia 6 hai là một 55. 155. Đúng rồi. Lớp mình hiểu chưa? Rồi. Rồi tốt lắm, nhanh tay một chút nào. Nào, next number 6. Câu số 6 nào. À, khoảng cách bao nhiêu đây? Khoảng cách Khoảng là Rồi. năm Nào, ra dùng mũi gạch chân nữa vào. Tìm cái gì trước nhỉ? số số hạ Bằng. là 56 trừ đi 11 rồi chia cho 5 cộng Năm với 1 bằng bao nhiêu đây? bằng 10 ạ.
10 á. 56 trừ đi 11 là thành 45. 44 45 chia cho 5 là được 9 cộng 1 bằng 10. Ôi 10 số quá đẹp luôn. Nào bây giờ trời tổng ơi. Cộng bao nhiêu nào? Tổng là 80. 10 11 cộng 50 56. 6 cộng 56 rồi. Ừ, nhân 10. 10 chia cho 2. Bằng bao nhiêu đây? Ăn được rồi. Là 6 cái này là 67. 67. 67 nhân 10. 67. Hay là 67 nhân 2 trước đi cũng được. Lấy 67. 67. À, 67 chia 2 là 67 chia 2 đâu đi nhỉ? Lẹ 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 lẹ. 67 chia 2 là bao nhiêu? Đúng rồi. 5. Mà chia 2 trước đi phải. Ừ. Ơi. Nó 10 chia 2 trước đi thằng. Ờ nhân 10 trước. Ờ đúng rồi, lấy 10 chia 2 trước đi. Chia 5 rồi 6 7 5 sau là được. Hay là 335. Và được 335 ạ. Lấy 67 nhân nhân với 5 rồi 335 ạ. Bằng là nhân với 10. Nhân với 5 á. Ờ nhanh hơn. Mình nhân với 10 chia 2 tức là mình nhân với 5. Lấy 10 chia 2. Nhưng mà con muốn tính là nhân 10 chia cho 2. Rồi được, con là cách nào cũng được mà. Dạ. Yeah. Ấy. Thầy rất là khen hai bạn Minh Châu và Minh Tuấn, bạn hai bạn là xuất sắc quá. Dạ. Rất tuyệt vời, hai bạn là có cái sức học tương đồng nhau đấy và lại xuất sắc đấy. À, thầy phải nói rất chân thành luôn. Thầy dạy cho nhiều lớp 3 rồi, thầy chưa thấy lớp 3 nào mà các con học nó xuất sắc như thế này. Đúng không? Rồi. Nào. Chúng ta tiếp tục cho thầy câu số 7 nào. Câu 7 nha. Câu số 7. Giá trị của cái này á. Quán là cái lần của cái thầy là đáp án 144 ạ. Làm thế nào được 144 này? Ta lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng chấm chấm cộng 10 cộng 11 rồi nhân với 2. Nào, cái này. Cái này bằng bao nhiêu đây? Là tổng là 66 không? 66 ạ. 66 rồi. Cộng 12 không? Ờ, đúng rồi. Bên này cũng là cộng 66 đúng không? Vâng. Tức là bằng 66 nhân 2 cộng 12 đúng không? Wow. Thì ra là 144 không? 144. Oh my god. Oh my god. Hay không? Hay chưa? Hay chưa? Ngon rồi, cái này kỳ lạ rồi đấy. Ờ, thầy cũng thấy nó kỳ lạ đấy nhưng mà nó hay quá. Nhân 2 này. Ảo chưa? Thấy ảo chưa? Thôi thầy, con lấy 2 nhân 66 rồi cộng với 12. Ờ được. Thì cái này nó chính là 66 rồi. Bằng 66 nhân 2 mà bởi vì hai số giống nhau đúng không? 66 nhân 2 cộng với 12. Thầy viết bằng đây nhá, bởi vì chỗ này nó thiếu ở dưới vẫn kịp đấy, vẫn đủ đấy. Đây à. Đây. Chỗ này sẽ bằng là 132 cộng này sẽ là 144 này. Rồi, lớp mình thấy ảo chưa? Hay chưa? Không, okay. Có gì ảo đâu thầy. Đúng, chẳng có gì ảo cả, cứ tưởng ảo không phải ảo đâu, nhưng chuẩn rồi, chuẩn chưa? Ừ. Xong chưa? Anh nói chưa cẩn thận thầy ạ. Ta nó cứ cẩn thận thầy chứ. Minh Tuấn chuẩn cho con, xong chưa? Rồi. Rồi, bây giờ nhìn thấy câu số 8 nào. Gì đấy? À, hộp sữa. Nào, câu số 8 đây. Số từ 1 đến 30 ấy. Từ 1 đến 30 là có bao nhiêu số đây? Từ 1 đến 30 có 30 số ạ. 30 số tự nhiên tổng luôn nào. Tổng là 30 cộng 1 cả 30 nhân với nhân 30 nhân với 30 chia cho 2. Chia 2. Ừ. Bằng nhân trước đi. Tính gì trước này? Chính cộng rồi tính nhân trước.
Chứ không tính chia, làm sao mà chia được? Sao mới chia được mà? Con tính chia. Tức là 30 dưới 4 là nhân 15 được không? Vâng, 30 chia cho 2 trả bằng 15, chỉ bằng 10 mấy. Rồi bây giờ tính thử xem nào. 465 ạ. 15 nhân 1. Rồi. 15 nhân 1 thì bằng 15. Nó 465 ạ. Ờ, viết 5 nhân 1. Vẫn có 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 6. Ôi, có giống như câu này... kết quả nãy nhỉ? Đúng mà. Nên phải vẫn không cần. Okay, nhưng mà đây người cái này từ 1 đến 30, kia là từ 2 đến 4. Mà không không được nói. Anh cách đấy với thầy vừa nói dễ gọn chứ không? Ừ. Lớp mình hiểu chỗ này chưa? Rồi. Ok, vỗ tay cho các em nào. Quá hay luôn. Bây giờ, lại. Ok, để hai ngón tay vào đây. Để hai ngón tay vào thái dương của mình. Rồi, và nói đi. Xuất sắc. Tuyệt vời. Ok. Nào, câu số 9 nào. Khoảng cách bằng mấy đây? Anh nói thật khoảng cách là 2. Thế bây giờ tìm cái gì chưa đây? Tìm số số hạ. Đúng rồi, số số hạ bằng bao nhiêu nào? 48 trừ đi 2. 2. Rồi chia cho 2 cộng 1. Bao nhiêu? 46. 46 chia 24. 46 chia 2, 46 chia 2 là 46 chia 2 là 46 chia 2 là 23, 23 là 24. 24 số. Rồi, tổng là bao nhiêu nào? Tổng là 48 cộng 2 nhân với 4, 24 chia cho 2. 2 cộng 48 nhân với 24 chia cho 2. Rồi, bằng bao nhiêu đây nào? 600. Bằng 50. Ở đâu? Ở 50. 50 nhân 12. Ờ, 50 nhân 12, đúng rồi. Ui giời, 12. 12 là được 600. 600, ôi là tuyệt vời. 12 nhân 5, 12 nhân 5 là nhiều. 12 nhân 5 bằng 60, thêm 0 nữa thầy ạ. Ui tuyệt vời lắm. Các con học cái này là ngang chương trình lớp 4 rồi đấy nhá. Thầy lưu ý lại nhá, xuất sắc chưa? 660. À ừ. Không, 600. 600 thôi. 600. Lấy 12 nhân 5 bằng 60 thêm số 0 vào. Tức là 50 chính bằng 5 nhân 10. Hiểu ý không? Con hiểu. Rồi nhanh tay nào. Rồi tiếp câu số 10 nào. Câu số 10 đấy. Ừ, dễ à, nào xin mời câu 10 đi. Em thưa thầy đáp án là 10. Why? Con thưa thầy, con làm cách này là 20 trừ 18 cộng với 16 trừ 14 cộng với 2 cộng trừ 12 trừ 10 cộng với 8 trừ 6 cộng với 4 trừ 2 bằng bao nhiêu? Bằng 10. Bao có bao nhiêu cặp? 20 2 nhân với 10 số không 2 nhân với là 10 số 10 số 15 cặp đấy. 2 nhân 5 ạ. Ờ 2 nhân 5 hả? 5 cặp. Mình chưa hiểu gì không ạ? 5 rồi. Có 5 cặp. Đúng rồi, trả lời. Có sao? 5 cặp. 14. Đây là một cặp này, đây một cặp này. Thì con đúng rồi. 12 với 10, 8 với 6. Nó nằm trong đây. Hiểu chưa? Bài tập về nhà. Rồi, nào làm vào đi nhanh tay thầy nào, nhanh tay. Tôi tuyệt vời đã nhờ lớp mình làm này, xuất sắc đấy. Thầy chưa thấy lớp nào xuất sắc như lớp mình nha. Tiếp cho thầy câu 11. Thầy thấu hợp cuối năm mà cô. Cho thầy là đáp án là 112. 112. Là... tổng tất cả các số chia cho 4. À, nhỏ hơn 10.
Thế các là số đó là bốn, các số nào? là 48, 12, 16, 20, Đúng. 24 và 28 ạ. Bao nhiêu? 16, 4, 4, 10. 8, 12, 16, 20, 24 và 28. Hiểu ý chưa này chưa? Rồi. Đúng không? Tức là mình phải tìm tổng các Ừ. số này. Đó. Tổng các số sẽ là 4 cộng 8 cộng 12 cộng 16 cộng 20 cộng 24 cộng 28 bằng là Tám bao nhiêu đây? tám là 112 Đúng rồi, 112 này. cộng năm năm Xong chưa đây? một trăm mười hai. Ok. Nào câu số 12 nào. Tính tổng của 10 số số tự nhiên liên tiếp từ 21 đến 30. Ừ, tìm tổng luôn đi đúng không? Có 10 số tự nhiên rồi đúng Vâng. không? Vâng. Là con tổng là 30 cộng với 21. Bao nhiêu tay mốt được? Nhân với nhiêu? Rồi nhân nhân với 10 Chia mấy? chia cho Hai, anh hai hỏi thứ hai ở bằng trên bằng ra ngoài. bằng 250 năm. Minh Châu ra bao Năm. nhiêu? 255. Để con thấy đã. Nhân 10 là 5. 255 này. Rồi đến câu 12 này. Đấy, lớp mình làm tốt đấy. Câu 13 nào. Dùng công thức nhá, không dùng cách nhóm nữa nhá. Level mới thì phải dùng công thức. Nhưng mà cái này nhóm lại đâu thấy. Nhóm được mà. Nhưng mà có số không nhóm được thấy. Được chứ. Ừ, chứ. Đây Có này, số không nhóm nhóm. này này. Không Nhóm này này. Nhóm này phải. này này. Không phải thầy. Không phải thầy ơi. Không phải thầy ơi. Thầy sai rồi. Thầy Ơi. sai. Thầy sai mà. Sai sai chỗ nào? Không, thầy không Thế sai đâu mà. phải tính số xong trụng rồi cộng cho nó dễ. Con thông minh đấy. Nhưng con có Nhưng thấy mà rằng là 31 cộng với 38 bằng 69 không? có Thấy không? nhưng 39 69 cộng 37 cũng cũng bằng 69 đúng không? dễ hơn. 33 cộng 36 bằng 69 đúng không? Và 34 cộng 35 cũng 39 69 đúng không? vâng. Điều này có nghĩa là bằng 69 nhân với 4 số đúng không? Vâng, để anh tính 69 nhân với 69 nhân với 4. Đúng rồi. 36 này. 4. Có 4 là 8 chia 24 24 36 24 24. Anh 69 thật là 200 276 ạ. chia tám 276. Đã thấy ông sai và đúng chỗ nào chưa? đúng rồi. Ừ. Có thấy thầy Tám sai chỗ nào chưa? tám Rồi, ok nhá. Tuyệt vời. sáu vâng tám đâu trừ đi 12 là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. 48 55 50 50 200 Xong chưa? Rồi. 200 Rồi, đấy là câu số 13 nha. Wow, tuyệt vời. Rồi. Có 30 số 10 đến con số 14. Wow, đến câu 20 luôn này. Có 21 là thấy. Ừ, về nhà làm cho thầy câu 14 này. Đúng không? À, chưa chưa. Ok.
Về nhà làm thầy từ câu 14 Ừ. đến câu 20 Cây nhá. là Nhá. Hiểu ý không? sáu. Đồng thời làm cho thầy bài kiểm tra này. Ờ, nhưng mà con cũng chưa có. Phiếu này có chưa? Phiếu này hình như chưa hay sao ấy. Có trong nhóm rồi đấy. Nhưng có thầy ạ. Thầy xin Chưa gửi lại nhá. có. Ở trong nhóm có rồi đấy. Ừ. Làm bài tự làm bài kiểm tra này nhá. Được chưa? Ừ. Tự làm bài Không kiểm là tra ai này. giúp đỡ hả thầy? Ơi. À Không đây. là ai giúp đỡ hả thầy? Cái này sẽ tự làm bài kiểm tra này nhá. Bài kiểm tra này được chưa? Để hôm sau thầy sẽ chữa cho chúng ta cái bài kiểm tra này nhá. Ok Buổi chưa? 6 luôn nè. Đấy à, đây có buổi 6 luôn này nhá. Thế có buổi 7 không thầy? Có chứ con. À trong phiếu này là đến buổi 6 thôi. Được chưa? Phiếu này là đến đến buổi 6 rồi, sau đó thì chúng ta sẽ làm tiếp tài liệu tiếp theo. Nhớ Tôi sẽ nhá. Rồi. Được chưa? Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn con tham gia trọn vẹn vào ngày hôm nay. Hẹn lại chị và Con con chào thầy ạ. buổi hôm Chào sau thầy nhá. ạ. Bye bye và hẹn lại.